nè, còn cảnh nhà nó ổng không, cái nhà nó bị siêu sập gì hết trơn đó. Thì giờ ông chắc ông độ là ông cũng làm lớn tuổi rồi, giờ ông lết lết vô thôi. Dạ. Chứ đâu có đi được. Thì cái nhà này là nhà bố quan đó, nó sập hết trơn, nó mấy cái ấy cái miếng thiết nó tóc hết trơn đó, đâu có ai lập được đâu đó. Rồi mưa thì nó tạt ở đây. Phải có người á trăm năm. Nói chuyện được không quên? Không, nói chuyện hết nổi rồi, nó lớn tuổi nó hết nổi rồi. Nó được. Biết thì biết thôi, chứ nó không nổi. Chuyện nó. Để cho mình sao xin... nhìn năm giờ anh giữ với anh. À, ông biết á, tại hay đem đồ lại cho ổng á, biết. Anh hay thường thường lâu lâu lên thăm ổng rồi cho đồ ổng. Hết biết lâu rồi mới xuống. Chú nằm đây nhị chứ không có quậy quạng gì ai chứ. Không có quậy quạng gì hết, nhưng mà đau nhất thì la làng, nó cũng nói la đau vậy thôi chứ cũng không có quậy quạng vậy. Chú ơi, nghe miếng đại nói gì không chú? Ừ. Chú muốn nói kìa. Nghe, mà nó không nổi. Nghe đó mà nó không nổi. Chú ăn uống gì chưa? Em ăn uống gì chưa? Em cũng không nghe. Ăn uống gì chưa? Chưa. Gì chưa? Gì chưa? Hồi xưa nói chuyện im lắm. Sao ông nói chằn với anh là có Sài Gòn chằn ngang không vậy hả? À, ờ. Tại vì ổng bây giờ ổng không có thể nào mà sinh hoạt cá nhân cho ổng được. Ổng đi đứng nó khó khăn quá đi rồi sao mà ổng mặc được. Có khách khứa là có Sài Gòn quấn lại thôi. Ừ. Chứ không có mặc đồ được. À, chứ bình thường là chú ở chuồng không hả? Ừ. Bình thường ở chuồng luôn, phơi mưa phơi nắng. Rồi, anh qua đây với mấy em. Theo như anh đó, thì chú có mong mỏi trong cuộc sống rồi như bà con ta muốn giúp những chút thế nào anh? Thì cũng muốn kêu gọi một phần nào để giúp cho ổng là mình gửi cho bà con ở đây. Ừ. Thì ông cũng không nhận được đâu. Ở đây người ta có những người ta lo cho ổng hàng ngày, hàng tháng đó, lo mấy tháng nay đó. Thì mình gửi giúp cho những người ta nấu nướng cho ổng ăn. Chủ yếu là để ăn rồi thuốc men đó thôi. Có người cũng cho đem thuốc là cho nó uống. Với bệnh này bệnh già cũng có thuốc uống. Rồi ăn uống. Thì dân ở đây thì có cái gì thì nhà nó cũng khổ, xung quanh cũng khổ. Nhưng mà trong xóm của mình nó có người già, người mà bệnh tật gì đó. Thì họ cũng chung tay thôi chứ giờ bỏ đâu đây. Thì giúp đỡ được phần nào thôi. Đó. Phải họ khá giả nó cũng đỡ. Cái này nó họ cũng eo hẹp nhưng mà cũng phải cố gắng. Vậy là chú ngủ bây giờ là không có dân mùng bọng chân rồi xung quanh nhà không gác ghến không có ờ không có dân mùng được nè, cơm là ai cho gì ăn nấy là cũng đâu có quẹt dọn được đâu mà dục đại chứ nó gì đó. Cái nào ngủ cắn nó xúc ghét chết luôn đây thì cái đó phải chịu rồi chứ giờ trong gia đình này thì mấy cái xóm này thì người ta dân lao động nghèo khổ thì họ cũng phải đi cuộc sống mưu sinh của họ nữa. Thì ra thì giờ nào họ rảnh họ mới chăm sóc, không mà cho ăn uống đại khái thôi chứ đâu có thể nào mà quán xíu mà cùng bà con dòng họ mình đâu. À, vô gia cư không có nhà cửa rồi cái nhà này người ta mắc rồi người ta bỏ hoang đó. Rồi ông vô ông ở, ông ở mà ông đi đứng cũng hơi khó khăn, bây giờ ông đi nhiều quá rồi cái giò ông hơi nhức nằm đó đó, rồi trong người của ông thì nó bị ghẻ chóc nhiều thành ra không có mặc đồ được rồi quắn cái mền đó quắn lại, gia đình cũng khó khăn lắm. Sao ông vịn cái cửa mà làm gì anh? Ông ông sợ té vậy đó, giống như lớn tuổi vậy đó. Mơ mơ hồ hồ rồi sợ té vậy. Là chú là cái người vô gia cư ở chỗ khác lại hả? À, ông là cái người vô gia cư ở hồi trước anh sống bên Malaysia vậy, mới về đây. Thì cũng lâu. Rồi hàng ngày ăn uống sao? Ăn uống thì ở đây bà con vòng vòng đây có gì gửi cho ông ăn nấy vậy đó. Không có vợ, không có con, không có gia đình. Ở có mình à. Nằm vậy không hả? Nằm, hồi trước còn đi được. Giờ làm như là hơi nhức mỏi quá là nằm không, ít có đi. Vậy là nằm cố định gì hoài luôn? Nằm cố định thì nhiều lắm. Thường thường cái biểu hiện của ông có gì lạ không anh? Ghen, nghỉ, không ăn gì? Nói chung thì đó đúng, nhiều khi ông cũng đau đớn, lớn tuổi mà với lại đi nhức mình nhức mỏi đó, có. Lớn tuổi bác mà có hỗ trợ mà giúp đỡ gì ông có sử dụng cái những cái phần quà được không trời? Em thì lâu lâu em cũng lại cho quà ổng vậy đó, nhưng mà đa số thì gửi là cho cái bà con dòng họ sớm mà người ta quan tâm đó. Ừ. Người ta cũng hỗ trợ về phần đó. Nó có chút đỉnh. Chứ giờ ổng đâu có xài được cái gì đâu. Ừ. Thì gửi đi chứ người ở đây dân ở đây cũng biết rồi cũng khổ. Thì bây giờ tình làng nghỉ sớm đó thì có gì cho cái nấy. Thì đa số mình gửi cho một cái nhà của ông
ông đại diện đó, cái người nào đại diện nấu nướng cho ông ăn đó, gửi vô trong người đó tôi nấu ăn. Chứ giờ ông đi đâu có nổi đâu, đâu có nấu nướng gì nổi đâu. Ở đây rồi ban đêm trời mưa trời gió kia sao? Thì phải chịu rồi chứ giờ đâu phải có người chăm nơi mà đỡ trời mưa trời gió thì anh cũng nằm đó luôn chịu luôn chứ làm sao giờ? Phải có con có cháu ha, ta đỡ vô được. Còn ấy là đó mưa gió thì làm luôn vậy đó. Giờ anh bò vô cũng không nổi nữa. Bởi vì ta thấy mà nó nằm ngoài này là tốt hơn, nó nằm trong chết là đâu có hay đâu. Thành ra nằm ngoài này ta đi ngang ta thấy ta cho anh chút một chút đi. Cái bánh miếng cơm thì ta ăn ngày qua ngày đoạn tháng vậy. Sao em thấy trên cột hai có những cái nhờ dây xích anh? Có nào là xích tay xích chân không sợ hay anh? Không có gì xích tay, cái đó là xích cái nhà nó mới sập, cái cầu thang nó mới xích rồi. Rồi mình bùng lên phải xích lại. Chứ cái nhà bảo quan lâu quá đâu có ai sửa, ông hỏi cứ giống như bảo quan đâu có tu sửa được cái gì. Là cái cây xích đó, nó buộc cái cầu thang đó lại để cho những người mà đi giúp đỡ ông đó bước lên nó không bị té. Chứ giờ cái cầu thang đó hồi trước ông bò đi được, giờ đi hết đâu rồi. Mình nói chuyện có nghe không? Hồi trước nói chuyện cũng lưu loát lắm, rồi gần đây rồi ít có ngỡ, có mình không có nói chuyện với ai, rồi cái với lại lớn tuổi thì nói chuyện giờ hết nói rồi. Cái thằng nghiệp bị câm. Có thể là vậy nè, khi mình nằm quá cái thằng dọn bị co rút rồi. Co rút lại rồi, kéo không ra luôn á, nó đụng tao nó không đau. Nó mặc quần cho ổng mà nó đau quá không mặc được. Nhưng mà biết nha, vẫn biết. Như em lên là không biết đó.